Top 10 loài cá cảnh đắt nhất thế giới Bên cạnh các loài cá cảnh phổ biến trong gia đình, có những loài cá cảnh vô cùng đặc biệt mà giá của mỗi con có thể lên đến cả trăm ngàn đô. 1. Cá Candy Ballet, 1.000 USD Candy là loài cá nhỏ bé với màu sắc sặc sỡ nhất trong thế giới đại dương. Nó được tìm thấy tại các vùng biển Caribbean, chủ yếu là khu vực ngoài khơi vùng biển Cuba Cao. Mặc dù rất khó để có thể bắt được loài cá này trong tự nhiên, vì chúng thường sống trong các giải san hô. Tuy nhiên chúng lại dễ thích nghi trong điều kiện nuôi với môi trường biển nhân tạo do đó mà có thể trong thời gian tới giá thành của loài cá cảnh này sẽ được giảm xuống. Cho đến lúc đó thì hiện tại mỗi chú cá can đi ballet có giá khoảng 1.000 USD mỗi con. Hai, Cá thiên thần Lazion, 2.500 USD. Lazion Afi là loài cá đặc biệt được lấy tên theo một trong những hòn đảo đẹp nhất ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, một phần của quần đảo Sevillagizo. Loài cá này có màu sắc rực rỡ với các sọc màu xanh dương rất đặc biệt. Mặc dù loài cá này đã được con người nuôi trong khoảng 40 năm gần đây, tuy nhiên số lượng được bán ra rất ít vì để nuôi và kinh doanh loài cá này các cửa hàng cần phải có được giấy phép đặc biệt của chính phủ Mexico. Chính vì thế mà giá thành của một chú cá La aphi Afi rất cao, khoảng 2.500 USD mỗi con. 3. Cá bướm Ai ẩn, 2.700 USD. Ai là loài cá có kích thước lớn nhất trong gia đình nhà cá bướm. Trung bình kích thước của chúng có thể đạt đến 15cm. Chúng thường được tìm thấy ngoài khơi vùng biển Nhật Bản. Số lượng của chúng cũng rất ít, ít nhất trong tất cả các loài cá bướm tên của chúng được đặt theo màu sắc cơ thể xám đen với các chấm màu và điểm nhấn chính là phiền màu vàng ở phía đuôi vì số lượng rất ít nên giá của mỗi con cá bướm ion khoảng 2.700 usd 4. cá pe đầu dẹt châu đại dương 5.000 usd loài cá này có thể tìm thấy tại các vùng biển của australia thông thường chúng trú ẩn trong các hốc đá và chỉ bơi ra ngoài để kiếm ăn loài cá nhỏ bé này có tốc độ bơi nhanh như tên bắn cùng với phần lớn thời gian ẩn nấp khiến cho chúng rất khó để bắt Chúng có màu sắc sống động với màu đỏ là chủ đạo cùng các sọc trắng, điểm nhấn là chiếc đuôi với một vòng tròn như con mắt. Do rất khó bắt nên loài cá nhỏ bé này có giá lên tới 5.000 USD mỗi con. 5. Cá mú nép tuyên, 6.000 USD Bạn sẽ không thể tìm thấy loài cá tuyệt đẹp này tại các cửa hàng cá cảnh vì chúng rất khó để bắt. Cá mú nét tuyên sống ở độ sâu rất lớn, khiến cho việc bắt chúng trở nên vô cùng khó khăn. Trong quá trình trưởng thành, màu sắc trên cơ thể chúng có sự thay đổi từ màu vàng cam thành màu hồng rực rỡ. Loài cá đặc biệt này được bán với số lượng rất hạn chế với giá 6.000 USD mỗi con. 6. Cá Golden Ballet, 8.000 USD. Đây là một trong những thành viên nhỏ nhất của gia đình họ cá mú. Chúng được tìm thấy ở cả Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Mặc dù có khả năng thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt, tuy nhiên rất hiếm khi thấy loài cá này được bán. Cơ thể chúng có một màu vàng óng ảo vô cùng đặc biệt, cộng thêm với việc rất khó đánh bắt khiến cho giá thành của chúng rất cao. Mỗi con cá ballet hiện nay được bán ra với giá khoảng 8.000 USD mỗi con. 7. Cá hin ballet, 10.000 USD. Có lẽ bạn sẽ không thể tin được một chú cá nhỏ bé và có bề ngoài khá bình thường như hin ballet lại có giá lên tới 10.000 USD. Loài cá này có kích thước lớn nhất cũng chỉ khoảng 3-4cm, thường sống trong các dạng san hô ở vùng nước sâu và ít khi bơi ra ngoài. Điểm đặc biệt nhất chính là chiếc vây giống như một chiếc rừng nhỏ trên lưng của loài cá này. Những người nuôi cá cho biết chiếc vây càng dài thì con cá càng có giá trị. 8. Cá thiên thần Tepemin, 30.000 USD. Năm 2012, chỉ có một con cá thiên thần Peppermint được trưng bày cho các khách tham quan xem. Chú cá này bị bắt bởi một đoàn nghiên cứu đại dương thuộc Viện Smithsonian, sau đó được trưng bày trong bể cá tại thủy cung Aikiki. Loài cá này nổi bật với các sọc đỏ và trắng. Tuy nhiên nguyên nhân khiến cho giá thành của chúng cao như vậy là vì độ hiếm của nó trên thị trường. Cá thiên thần Peppermint sống ở độ sâu mà các thợ lặn bình thường không thể xuống được, mà cần có những thiết bị chuyên nghiệp. Chính vì thế mà giá của chúng vào khoảng 30.000 USD mỗi con. 9. Cá đuối nước ngọt Pocadot, 100.000 USD. Loài cá cảnh đặc biệt này hiện là loài cá cảnh đắt giá nhất tại Đài Loan, với giá lên tới 100.000 USD mỗi con. Loài cá đuối nước ngọt này có kích thước không quá lớn như cá đuối nước mặn. Cá đuối nước ngọt Pocadot nổi bật hơn với nhiều chấm nhỏ trên cơ thể của chúng, khiến loài cá này trở nên rất lạ mắt. Không những vậy chúng còn có một dạng biến đổi gen ở phần đầu phía trước, khiến cho nó có hình chữ thay vì hình tròn. Điểm đặc biệt khác là loài cá này rất khó để tồn tại trong tự nhiên vì nó rất khó để bắt được con môi là các loài có vỏ với cái đầu đặc biệt của mình. Trong điều kiện nuôi nhốt chúng phải được cho ăn bằng tay. 10. Cá rồng Platinum, 400.000 USD Vua của các loài cá cảnh chính là cá rồng và vua của các loài cá rồng là cá rồng Platinum hay còn gọi là cá rồng bạch tạng. Cá rồng Platinum là một dạng đột biến đặc biệt về màu sắc cơ thể, giống như dạng đột biến bạch tạng ở con người, khiến cho cơ thể chúng có màu trắng toát. Cá rồng thường sống ở các con sông Nam Mỹ, Đông Nam Á và Châu Phi. Chúng có thể phát triển với chiều dài lên đến 90cm và sống tới 50 năm. Có nhiều loài cá rồng với màu sắc khác nhau. Trong đó loài cá rồng màu bạc có giá thành dài nhất. Tiếp đến là cá rồng màu xanh, vàng và đắt hơn là cá rồng màu đỏ. Tuy nhiên đắt giá nhất vẫn là cá rồng bạch tạng Platinum với giá thành tương đương một chiếc siêu xe thể thao.